Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo sắp hầu tòa. Nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội mất tích bí ẩn gần một tuần. Khởi tố đối tượng cướp giật trắng trợn ngay trong tiệm vàng ở Đắk Lắk. Lật xe chở 32 hành khách, nhiều người bị thương vì mắc kẹt trong ô tô. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, cho tới nay, vụ việc ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị bắt vì liên quan đến nhiều tội danh như đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn nhận được sự quan tâm từ dư luận. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo trong vụ án này. Theo quyết định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phiên xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ có 13 bị cáo hầu tòa, trong đó có cựu thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca. Cụ thể, bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Đình Dương, nguyên chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, nguyên cán bộ ngành thuế của chi cục thuế huyện Cát Hải bị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị cáo khác Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên bị truy tố về tội trốn thuế. Tham gia phiên xét xử có 21 người được mời đến với tư cách nhân chứng của vụ án. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố theo điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự với khung hình phạt bị truy tố. Cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đáng chú ý, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca còn có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đức. Lần đầu, tại nhà riêng của bị cáo Ca, Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Trương Xuân Đức đã đưa 10 tỷ đồng. Lần thứ hai, Đích Thân Đức đưa thêm 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà Ca. Lần thứ ba, vợ chồng Đức mang theo 2 bao tiền cho tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà Ca. Lần cuối cùng, Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi. Gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Tưởng việc chạy án êm xuôi, Đức đã dừng việc bỏ trốn và quay trở về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt cùng gia đình và sau đó bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến ông Ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng ông Đức. Theo quyết định này, phiên xử sơ thẩm hình sự sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân tỉnh thuộc phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoàn. Kể từ khi lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ, khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca, dư luận đã bày tỏ sự quan tâm tới các diễn biến liên quan đến vụ án. Liệu rằng trong phiên tòa sắp tới, những tình tiết mới nào sẽ được hé lộ, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay khi có thông tin mới nhất. Thời gian gần đây, nhiều vụ nữ sinh trung học, đại học mất tích bởi nhiều nguyên nhân khác nhau đã gây ra một tâm lý bất an cho gia đình và nhà trường. Vừa qua, Công an xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cũng vừa ra thông báo tìm một nữ sinh lớp 10, hiện học ở một trường trung học phổ thông trên địa bàn thủ đô. Nữ sinh này đã mất tích trong 6 ngày qua và đến nay, lực lượng chức năng và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Ngày 15 tháng 3, Công an xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phát đi thông báo tìm một nữ sinh lớp 10, hiện học tại trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo trình báo của gia đình, nữ sinh Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 2008, ngụ xã Quang Tiến, đã đi khỏi nhà từ 12 giờ trưa ngày 9 tháng 3 đến nay chưa về. Đặc điểm nhận dạng, Hằng cao 1m55, tóc hơi đen xoăn, dài ngang lưng. Khi đi, nữ sinh mặc áo khoác đồng phục học sinh màu đen trắng, quần dài màu đen, giày trắng, đem ba lô màu đen.
Chị NTH, mẹ nữ sinh Hằng cho hay, mặc dù gia đình đã nhờ phía công an đăng thông tin tìm người, nhưng đến nay sau gần một tuần con gái chị vẫn chưa rõ tung tích. Chị H nói, hôm trước gia đình có mắng cháu một vài câu, nhưng không phải căng thẳng quá. Đến hôm sau, cháu bỏ nhà đi. Chị cho biết gia đình hiện đang rất lo lắng và mong con gái bình an trở về. Bên cạnh những nạn nhân xấu số trong các vụ án mất tích có chủ đích, nhiều vụ nữ sinh mất liên lạc với gia đình thực chất chỉ vì lý do nhỏ nhặt, suy nghĩ chưa thấu đáo nên đã bỏ nhà ra đi. Hiện chưa rõ nguyên nhân thực sự dẫn tới sự mất tích của nữ sinh Nguyễn Thị Hằng là gì, nhưng đây cũng chính là một bài học không chỉ cho bản thân cô gái, mà còn cảnh tỉnh gia đình trong việc giáo dục và quan tâm con cái theo cách phù hợp và mềm mỏng. Liên quan đến vụ cướp giật trắng trợn ngay trong tiệm vàng ở Đắk Lắk cách đây không lâu, sau một thời gian tạm giữ điều tra, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Hiếu. Ngày 15 tháng 3, Công an huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phan Văn Hiếu, 27 tuổi, xã Iakli, huyện Drong Park để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 3, tại tiệm vàng VHV, thị trấn Eak, huyện Eak đã xảy ra vụ cướp giật tài sản. Đối tượng là một thanh niên đeo kính, bịt khẩu trang, giả vờ là người đi mua vàng. Lợi dụng chung sơ hở của chủ tiệm vàng, đối tượng cũng đã giật dây chuyền vàng và nhẫn rồi bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an của huyện Eak đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, huy động công an các xã, thị trấn phối hợp điều tra, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng là Phan Văn Hiếu. Đến sáng ngày 7 tháng 3, công an huyện Eak đã tiến hành bắt giữ Hiếu và thu hồi toàn bộ số tiền vàng liên quan. Ước tính số dây chuyền, nhẫn vàng mà Hiếu cướp có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng. Sáng ngày 15 tháng 3, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ lật xe khách chở 34 người khiến cho nhiều nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Trong số 13 hành khách được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, có 3 người bị thương, trong đó có 2 người thương nặng được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe khách. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, sáng ngày 15 tháng 3, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn lật ô tô trên quốc lộ 1A, địa phận xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Trong số 13 người này, có 2 bệnh nhân bị vỡ xương chậu, gãy xương đòn và 2 xương cẳng chân được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Một bệnh nhân bị trật khớp háng đang được điều trị tại bệnh viện. Những trường hợp còn lại đa phần bị xây sát, hiện xử lý xong vết thương, sức khỏe ổn định. Trước đó vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 15 tháng 3, ô tô khách mang biển kiểm soát 43F007XX chạy theo hướng Bắc Nam, chở theo 32 hành khách và 2 lái xe do NS sinh năm 1985, trú tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, điều khiển đi đến tại km 719-850 quốc lộ 1A thuộc địa phận của xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, thì tự lao vào bên phải đường và lật xe. Hậu quả vụ tai nạn khiến cho 13 nạn nhân phải vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có 3 người thương nặng, số còn lại chỉ bị xây sát. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế. Kết quả, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe khách gặp nạn cũng đã được xe cứu hộ đưa đi khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Đâu mới là những địa điểm quan trọng cần lắp camera giám sát tại Hà Nội? Sinh sống tại khu đông dân cư, thường xuyên xảy ra mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Anh Xuân Trường cho rằng cần phải có các biện pháp giám sát, quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng bởi vậy mà khi nghe tin về đề xuất Hà Nội sẽ lắp camera giám sát toàn thành phố, anh Trường bày tỏ quan điểm đồng tình và mong đề xuất sớm được thực hiện. Khu này an ninh nó không được tốt, thỉnh thoảng nó có thể ra mất an ninh trật tự. Đấy, có camera được thì công an quản lý nó dễ dàng hơn. Đấy, an ninh cho dân tốt hơn. Do góc độ người dân, ví dụ có camera sẽ an toàn hơn cho người dân và đỡ xảy ra chuyện mất cắp linh tinh được. Thứ nhất là nó sẽ giảm thiểu được các lỗi vi phạm giao thông như là vượt đèn đỏ hoặc là lấn làn. Với tôi thì nên thí điểm ở một số ngã tư và ngã ba trọng điểm. Còn hiện tại thì với cái chính sách hiện tại của nhà nước mình thì tôi nghĩ nếu mà lắp toàn bộ thì sẽ rất là lãng phí. Mình thấy thì lắp ở những khu mà đông người qua lại thì lắp những chỗ đấy thì thấy đỡ lãng phí hơn. Mình mong muốn là lắp xong thì cũng phải kiểm tra, rồi kiểm tra thường xuyên xem còn hoạt động hay không. Nếu mà hỏng hóc gì thì phải thay thế hoặc là sửa chữa để đỡ tốn tài chính của nhà nước. Trước vấn đề trên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng
cần cân nhắc đến các vị trí lắp đặt phù hợp để camera giám sát phát huy được tối đa công dụng và tránh lãng phí. Camera là phương tiện góp phần để mà áp dụng cái giao thông thông minh thì theo tôi là cần thiết, nhưng mà lắp như nào cần thiết thì hãy lắp. Nơi lắp có thể là những chỗ này này. Thứ nhất, nơi công cộng cần giữ vệ sinh, cần giữ trật tự. Thứ hai là những cái nơi an ninh, ngân hàng, rồi các cái cửa hàng tiệm vàng buôn bán. Thứ ba là những cái bến xe, bến tàu. Và thứ tư là những cái công sở của chính phủ cần phải đảm bảo an ninh. Theo Công an thành phố Hà Nội, camera giám sát sẽ phục vụ công tác quản lý, điều hành giao thông và quản lý quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Số camera giám sát được chia làm hai loại, một loại chỉ đo lưu lượng giao thông trên đường, quan sát tổng thể, một loại có thể nhận diện hành động của người điều khiển phương tiện giao thông để xử lý vi phạm. Những hình ảnh camera ghi lại được kết nối về trung tâm chỉ huy của Công an thành phố. Học viện Tài chính dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông. Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính dự kiến là 4.500. Học viện giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển, trong đó chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông ít nhất bằng 60%. Với học viện, đây là nguồn tuyển quan trọng. Học viện Tài chính thì cũng đánh giá cái nguồn tuyển từ cái phương thức là kết quả học sinh giỏi trung học phổ thông là một trong những nguồn tuyển quan trọng. Và trên thực tế cho thấy qua đánh giá đối sánh cái kết quả học tập giữa các khối thí sinh xét tuyển từ các nguồn và cũng đã báo cáo Bộ Giáo dục theo cái công văn gần nhất của Bộ thì cũng cho thấy là cái kết quả học tập của các thí sinh xét tuyển theo cái nguồn học sinh giỏi trung học phổ thông có kết quả rất tốt. Do vậy, chúng tôi vẫn đánh giá đây là một nguồn tuyển sinh quan trọng đối với học viện trong cái năm tuyển sinh 2024 này. Với phương thức xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông, thí sinh được đăng ký vào tất cả các ngành học nếu đạt học lực giỏi 3 năm, mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển từ 7 trở lên vào năm lớp 12, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin để đăng ký phù hợp. Với các bạn thí sinh mà tham gia xét tuyển dựa theo cái phương thức này thì cần lưu ý đọc kỹ cái đề án tuyển sinh của học viện để xác định đúng cái đối tượng ưu tiên để tăng cái cơ hội trúng tuyển theo cái phương thức xét tuyển này. Năm 2023, với các ngành lấy điểm chuẩn thang 40, hải quan và logistics có điểm chuẩn cao nhất là 35,51, những ngành còn lại điểm chuẩn khá tương đồng, từ 34 trở lên. Với thang điểm 30, ngành quản trị kinh doanh cao nhất là 26,17 điểm. Quy định về thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước mới nhất. Quy định mới về thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước. Ngày 23 tháng 2 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024 NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 51/2016 NĐ-CP, Nghị định 52/2016 NĐ-CP, quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, quy định việc xây dựng thang bảng lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước từ ngày 10 tháng 4 tới đây như sau. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương, thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Mức lương do công ty quyết định phải đảm bảo quỹ tiền lương theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, không vượt quá quỹ lương theo kế hoạch của người lao động theo quy định tại Nghị định 51/2016 NĐ-CP. Xây dựng hoặc sửa đổi thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện. Ai có thể nhận được mức lương 21 triệu đồng trên một tháng từ tháng 7 năm 2024? Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, lương trung bình của công chức viên chức có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay, công chức viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng trên một tháng. Hệ số lương của từng đối tượng công chức viên chức hiện nay được quy định tại Nghị định 204/2004 NĐ-CP. Mức lương cao nhất của công chức viên chức hiện nay là chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng. Tiền lương của nhóm này đang là 18 triệu đồng trên một tháng, tính phụ cấp nếu có. Sau cải cách tiền lương, mức lương của công chức viên chức trình độ đại học và chuyên gia sẽ tăng đáng kể, dao động từ 4,8 triệu đồng tới 21 triệu đồng, tùy từng vị trí việc làm và hệ số tiền lương đơn vị sắp xếp theo thang bảng lương. Tuy nhiên, không nhất định mức lương cao nhất của công chức viên chức sẽ là hơn 21 triệu như áp dụng cách tính hiện nay. Vì thế phải chờ đến khi có bảng lương mới cụ thể thì mới biết được mức lương cao nhất đối với công chức viên chức là bao nhiêu. Dự báo thời tiết 3 ngày tới từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 ở cả ba miền.
Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.